Thái thượng lão quân trong Tây Du Ký 1986 qua đời. Ngôi sao gạo cội Trịnh Dung qua đời ở tuổi 98. Trước khi mất, ông là nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn trong nền nghệ thuật Trung Quốc. Ngày 24 tháng 12, Sina đưa tin nam diễn viên gạo cội Trịnh Dung qua đời ở tuổi 98, tin buồn được Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh thông báo. Trên mạng xã hội, các nghệ sĩ từng hợp tác, đặc biệt là đoàn phim Tây Du Ký 1986 và nhiều thế hệ học trò được cố nghệ sĩ dẫn dắt bày tỏ sự thương tiếc, tri ân cống hiến cho nghệ thuật của Trịnh Dung. Ngày 22 tháng 12, đoàn phim Tây Du Ký 1986 cũng đón nhận tin không vui khi Vương Hy Trung, người đóng vai Đại Tiên Kim Đỉnh, chuyên gia tạo hình cho bốn thầy trò Đường Tăng và các nhân vật khác trong tác phẩm, qua đời vì bệnh tật. Đây được xem là mất mát lớn với ekip phim kinh điển và nền nghệ thuật Trung Quốc. Trịnh Dung sinh năm 1924, là nghệ sĩ kinh kịch nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng lớn trong nền nghệ thuật Trung Quốc. Trước khi mất, ông là thành viên của Hiệp hội Nhà viết kịch Trung Quốc, giám đốc Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Bắc Kinh, thành viên Ủy ban Nghệ thuật của Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh. Theo Bắc Kinh Nhật Báo, Trịnh Dung là ngọn hải đăng, sách giáo khoa sống về diễn xuất và lối sống của người nghệ sĩ ở showbiz Trung Quốc. Vai diễn đưa Trịnh Dung đến gần khán giả, nổi tiếng suốt mấy chục năm qua là Thái Thượng Lão Quân trong Tây Du Ký 1986. Ông tái hiện nhân vật Đại Tiên hoàn hảo đến mức được xếp vào hàng kinh điển. Theo Sina, nhiều tượng Phật Thái Thượng Lão Quân ở Trung Quốc đều được tạc dựa trên hình ảnh của Trịnh Dung trên phim.